Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ hai ngày 15 tháng 1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể. Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, án luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức liên quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước. Đến nay, dự thảo luật sau khi chỉnh lý đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa nghị quyết số 18, phù hợp với hiến pháp, đồng bộ và thống nhất với hệ thống pháp luật đủ điều kiện để trình Quốc hội. Với dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là dự án có nhiều nội dung chuyên sâu, có tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, cần được các đại biểu nghiên cứu thận trọng, góp ý hoàn thiện và xem xét biểu quyết thông qua. Bên cạnh đó, thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định áp dụng một số chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các vị đại biểu cho ý kiến về nội dung, tính khả thi của từng quy định dựa trên cơ sở kết quả giám sát của Quốc hội và thực tiễn phong phú tại bộ ngành, địa phương, đơn vị để từ đó hoàn thiện xem xét thông qua nghị quyết tại kỳ họp này. Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết về tài chính ngân sách cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Những nội dung được quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024, mà còn cả nhiệm kỳ và có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất, đồng thuận cao. Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết đạt chất lượng cao nhất để trình Quốc hội xem xét và quyết định. Ngay sau phiên khai mạc, sáng nay Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đánh giá cao việc tiếp thu chỉnh lý của cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo, đại biểu kỳ vọng dự án luật sau khi được xem xét kỹ lưỡng sẽ đảm bảo điều chỉnh các vấn đề một cách khách quan toàn diện, gỡ khó cho các đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật, đồng thời đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Thảo luận về quy định thu hồi đất, các đại biểu đề nghị để thu hồi đất thì các dự án phát triển kinh tế xã hội phải đáp ứng 3 điều kiện là trường hợp thật cần thiết, phải do luật định và phải vì lợi ích quốc gia công cộng. Trên thực tế, có trường hợp thu hồi đất nằm trong 31 trường hợp quy định tại Điều 79 và đáp ứng quy định của Điều 80, nhưng công trình sau đó lại bị bỏ hoang, lãng phí, không đi vào cuộc sống do không thật cần thiết đối với nhân dân, đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, đề nghị xem xét bổ sung cụm từ thật cần thiết vào phần mở đầu của Điều 79 dự thảo luật. Dự thảo luật đất đai quy định 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, nhưng không có trường hợp đối với các cái dự án thương mại dịch vụ trong các khu chức năng của khu kinh tế. Việc này thì sẽ trở thành rào cản phát triển toàn diện khu kinh tế theo quy hoạch. Do đó, đề nghị bổ sung một khoản vào Điều 79 dự thảo luật là nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thương mại dịch vụ trong các khu chức năng của khu kinh tế. Sử dụng đất đã thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội thông qua việc thỏa thuận mới chỉ đề cập đến các dự án nhà ở thương mại mà chưa đề cập đến dự án đô thị cần phải thực hiện thỏa thuận như thế nào để thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết 18. Tôi đề nghị cần có quy định bổ sung.
và cũng không được. Một số đại biểu cũng đóng góp ý kiến đối với quy định chỉ thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗ trợ nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ khi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Tôi cho rằng rất là hợp lý. Tại vì này là đảm bảo cho cái trường hợp này để thu hồi đất có điều kiện, để làm sao là chỉ thu hồi đất nông nghiệp được phục vụ cho dự án khu đô thị mà thôi, còn các dự án khác thì không được, để đảm bảo cho cái nguồn tăng sản lượng của lương thực trong cả nước, tránh tình trạng là thu hồi đất là đại trà hoặc là thu hồi đất tùy tiện, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp trong phát triển nông nghiệp. Khu đô thị nó gồm có đơn vị ở, nhà ở, nó có đơn vị hạ tầng, nó có các cái đơn vị về thương mại dịch vụ, nó có các đơn vị về giáo dục, y tế, xã hội, về phúc lợi, vân vân. Mà nói đến khu đô thị ấy, là nó đã có đầy đủ những cái hàm ý này. Cho nên nếu như mà quy định như thế này có nghĩa là tất cả những cái dự án nào được gọi là khu đô thị thì đều được cả. Nó phải có tiêu chuẩn, tiêu chí. Không cho phép về phương pháp thẳng dư trong định giá đất, một số đại biểu đề nghị không quy định phương pháp này mà nên áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp. Áp dụng cái biện pháp so sánh trực tiếp sẽ chính xác hơn, và phương pháp thẳng dư là chỉ để so sánh thôi. Về cái vấn đề quy định bảng giá đất hàng năm thì tôi đề nghị là nếu một năm mà đi làm xây dựng bảng giá đất một lần thì không thể làm được, quanh năm cứ đi làm giá đất, mà nên là áp dụng cho 5 năm thông báo bảng giá đất một lần. Và nếu giá thị trường có biến động thì chúng ta áp dụng theo cái hệ số K để điều chỉnh cho nó phù hợp. Việc tính toán các yếu tố giả định trên rất phức tạp, kết quả định giá không chắc chắn, thiếu chính xác, có sai số lớn. Cùng một thửa đất chỉ cần thay đổi một chỉ tiêu trong các yếu tố giả định thì thay đổi kết quả định giá. Đây là nguyên nhân chính gây vướng mắc, chậm trễ trong việc xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể trong thời gian qua và cách hiểu của mỗi người khác nhau trong các hoàn cảnh, thời điểm khác nhau. Phần diện tích đã được. Do đây là dự án luật lớn, đồ sộ, phức tạp, có đại biểu đề nghị cần có nghị quyết của Quốc hội để hướng dẫn thi hành luật. Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và báo cáo Quốc hội vào phiên họp sáng thứ năm, hoàn chỉnh dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua. Không quá 7 phút, tranh luận không quá 3 phút. Còn vào chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận phiên toàn thể về dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc. Thống nhất cao với báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị một số nội dung nổi bật là liên quan đến việc giảm tỷ lệ sở hữu tối đa tại một số tổ chức tín dụng từ 15% xuống 10%, nhóm cổ đông có liên quan giảm từ 20% xuống 15%. Tôi cho rằng mục tiêu tăng tính an toàn cho hệ thống ngân hàng là cần thiết, song biện pháp tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tối đa chưa phải là giải pháp phù hợp vào thời điểm này. Tỷ lệ sở hữu tối đa ở mức 5%, 15% và 20% như hiện tại, Việt Nam hiện nay đã tương đối thấp so với nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù vậy, tình trạng cấp tín dụng tập trung trong một số nhóm khách hàng có liên quan vẫn thường xuyên diễn ra, làm tăng rủi ro cho hệ thống. Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng đối với các khách hàng tại các ngân hàng thương mại do ban soạn thảo đề xuất. Tuy nhiên, khi giảm tỷ lệ này, cần phải dự liệu và giải quyết cho được các khó khăn có thể gặp phải, chẳng hạn như môi trường tín dụng của Việt Nam sẽ kém hấp dẫn hơn so với các quốc gia trong khu vực, chẳng hạn như Indonesia hiện nay thì là tỷ lệ 20%. Một số đại biểu nêu con số, trong giai đoạn nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu, các tổ chức tín dụng có hiệu lực, khả năng thu hồi nợ xấu đã tăng lên ở mức 5,67 nghìn tỷ trong một tháng so với mức 2,15 nghìn tỷ đồng một tháng giai đoạn trước đó. Ngoài ra, tỷ trọng xử lý nợ xấu qua hình thức khách hàng tự nguyện trả nợ tăng từ 23 lên 38%. Do vậy, cần tiếp tục duy trì cơ chế chính sách theo nghị quyết này. Nếu mà thu hồi được nợ xấu thì có nghĩa rằng là lợi nhuận của tổ chức tín dụng, thu nhập được tăng lên thì có thể là cũng là kinh cơ sở để tổ chức tín dụng có thể giảm cái lãi suất cho vay đối với các tổ chức khác, đơn vị khác, và vì vậy tính xã hội rất cao. Ngoài ra thì trong cái thời gian mà thực hiện nghị quyết 42, chưa có một cái trường hợp nào nói tổ chức tín dụng lạm dụng cái quy định này mà gây có một cái vấn đề gì về mặt xã hội. Và trong báo cáo thì điều này chúng tôi thấy là hoàn toàn là phù hợp. Việc thu giữ tài sản bảo đảm quy định như dự thảo tại kỳ họp thứ 6 là phù hợp với quy định pháp luật trong việc bảo đảm cái nguyên tắc là tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong giao dịch dân sự. Do các tổ chức tín dụng muốn thu giữ tài sản bảo đảm thì phải có sự đồng ý của khách hàng.
và cái việc này là được thể hiện ở những cái văn bản thỏa thuận giữa hai bên. Việc triển khai những nội dung của nghị quyết 42 đã giúp cho ý thức trả nợ của khách hàng được nâng cao, hạn chế tốt việc khách hàng chây ý trả nợ, giúp công tác xử lý nợ xấu được hiệu quả và giảm thực chất. Theo chương trình, sáng mai, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách nhà nước. Nhân dịp khai mạc đại hội lần thứ 29 của Đảng Cộng sản Nhật Bản, hôm nay Ban chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi điện mừng tới đại hội. Điện mừng nhấn mạnh qua hơn 100 năm đấu tranh kiên cường bằng những biện pháp chính sách phù hợp, Đảng Cộng sản Nhật Bản đã giành được nhiều thành tựu to lớn, góp phần củng cố và thúc đẩy phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, khẳng định bản lĩnh tầm vóc của Đảng Cộng sản Nhật Bản, bày tỏ tin tưởng đại hội lần thứ 29 của Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục mở ra trang sử vẻ vang trên con đường phát triển của Đảng. Về quan hệ giữa hai nhấn mạnh, quan hệ đoàn kết và hữu nghị truyền thống giữa hai đảng không ngừng được củng cố và tăng cường thông qua các hoạt động tiếp xúc cấp cao, trao đổi lý luận, chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ quan điểm, lập trường tại các diễn đàn quốc tế. Bày tỏ tin tưởng với truyền thống hữu nghị lâu đời, quan hệ hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ xã hội trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, gửi Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện nghiêm túc đầy đủ chỉ thị 26 ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư và chỉ thị số 30 ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các địa phương chỉ đạo cơ quan phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp nhằm nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực chăm lo đời sống cho người lao động, chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động kịp thời theo đúng quy định, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, bảo đảm mọi người lao động đều có Tết, bố trí nghỉ Tết đúng chế độ, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm. Thủ tướng yêu cầu thực hiện việc chi trả trợ cấp xã hội tháng 2 cho đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 3 tháng 2, quan tâm chăm lo, kịp thời hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. Đồng thời khẩn trương rà soát tổng hợp số hộ, số nhân khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và Giáp Hạt đầu năm để chủ động có phương án hỗ trợ kịp thời. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp đề xuất, Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 1. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, chủ động thực hiện các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán, quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu việc làm. Thủ tướng cũng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào kỳ chi trả tháng 1 năm 2024, hoàn thành trước ngày 20 tháng 1 năm 2024. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện hỏa tốc về vụ cháy tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào rạng sáng nay làm 4 người tử vong. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chú đáo, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Nhận lời mời của nhà sáng lập kiêm chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới Klaus Schwab, tối nay Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường tham dự hội nghị thường niên lần thứ 54 của diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Chuyến công tác sẽ làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất và hiệu quả giữa Việt Nam và diễn đàn kinh tế có uy tín hàng đầu thế giới này.
Tháng 6 năm ngoái, trong khuôn khổ hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thiên Tân, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, giáo sư Klaus Schwab đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam Diễn đàn Kinh tế Thế giới giai đoạn 2023-2026, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác hai bên trong giai đoạn mới. Trong 35 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đồng hành hỗ trợ Việt Nam kết nối với các doanh nghiệp thành viên thu hút đầu tư chất lượng cao. Đặc biệt, việc tư vấn chính sách đã giúp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thích ứng với các quy định xu hướng mới. Việt Nam đã thể hiện cam kết đổi mới và cải cách, có những chính sách thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, các giải pháp thông minh, năng lượng tái tạo. Các chính sách thúc đẩy hợp tác công tư giúp Việt Nam phát triển hạ tầng kỹ thuật số, khuyến khích đầu tư cho chuyển đổi số. Các chiến lược tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0. Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thúc đẩy đối tác công tư, tiếp tục có các chương trình hợp tác thường xuyên, các hoạt động thường niên của diễn đàn tại Davos, Thụy Sĩ. Là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos lần thứ 54 lần này có chủ đề tái thiết lòng tin, trao đổi và đề xuất các giải pháp cho những vấn đề toàn cầu, nổi bật là chiến lược dài hạn đối với khí hậu hay trí tuệ nhân tạo. Chuyến công tác lần đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ tham dự hội nghị Web Davos đã có rất nhiều ý nghĩa trên nhiều mặt. Đây là một cái cơ hội phải nói là rất giá trị để chúng ta nắm bắt những cái xu thế mới, những cái tư duy, ý tưởng mới, có thể nói là lắng nghe cái nhịp đập của thế giới. Để từ đó thì chúng ta có thể tranh thủ tận dụng được một cách hiệu quả kịp thời nhất những cái thời cơ thách thức đang đặt ra, hay là một cái cơ hội rất lý tưởng để chúng ta quảng bá, chúng ta chia sẻ những cái thông tin về tình hình, về thành tựu phát triển của Việt Nam, chủ trương đường lối đối ngoại của Việt Nam, từ những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, của ASEAN sẽ tiếp tục thể hiện một cái sự đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, đối với phát triển và các vấn đề toàn cầu. Theo kế hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự và phát biểu tại các phiên thảo luận quan trọng, một số phiên đặc biệt thiết kế dành riêng cho Việt Nam và chủ trì các cuộc tọa đàm với doanh nghiệp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế và tập đoàn toàn cầu. Chiều nay tại hội nghị công bố quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết đây là bản quy hoạch được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội và không gian phát triển mới cho thành phố. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Hải Phòng sẽ trở thành thành phố cảng biển lớn, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước. Và đến năm 2050 là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố cảng hàng đầu châu Á và thế giới. Vàng miếng SJC hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận bởi giá vàng miếng SJC luôn chênh lệch khá cao so với giá vàng trên thế giới. Có thời điểm mức chênh lệch này lên tới gần 20 triệu đồng một lượng. Vậy vì sao lại có sự chênh lệch giá như vậy là điều được quan tâm. Vâng, và điều này thì cũng đặt ra một vấn đề, đó là có cần thiết phải duy trì sự độc quyền về vàng miếng SJC hay không? Nhất là khi Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cần có các giải pháp quản lý thị trường vàng trong bối cảnh chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới ở mức rất cao. Hơn 10 năm nay, SJC vốn là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã phải chuyển giao toàn bộ máy móc dập cán vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước quản lý. Cũng từ đó, chỉ khi nào có lệnh của Ngân hàng Nhà nước thì doanh nghiệp mới triển khai gia công trước sự giám sát của cán bộ chuyên trách Ngân hàng Nhà nước. Và cũng hơn 10 năm nay, Ngân hàng Nhà nước không cấp phép nhập khẩu vàng về Việt Nam. Trong khi đó, nhu cầu mua vàng miếng lại gia tăng. Cung thì nó không có đủ cho cái nhu cầu, chính vì như vậy đó, nó bị khan hiếm, mà cái gì nó khan hiếm thì sẽ bị chênh lệch thôi. Kể từ khi có nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố rằng là Ngân hàng Nhà nước độc quyền về kinh doanh vàng miếng và nhãn hiệu SJC là nhãn hiệu của Ngân hàng Nhà nước, thì lập tức có cái chênh lệch đấy. Vậy việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng SJC có giải quyết được chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Nếu như bây giờ chúng ta nhập vàng về, chúng ta chế tác ra SJC và nhiều các cái nhãn hiệu khác như là Bảo Tín Minh Châu hay là Doji vân vân, và chúng ta dùng cái chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế đó để chúng ta hạ dần, như thế chúng ta có thể dẫn dắt cái thị trường vàng theo ý của chúng ta hay không? Nhưng nhất khoát nhà nước phải nắm về độc quyền về vấn đề
là nhập khẩu vàng. Và nhà nước có thể ủy thác cho các ngân hàng thương mại, có thể ủy thác cho các cái doanh nghiệp để có thể nhập vàng. Còn tôi không can thiệp anh để anh bán cho ai, bán giá nào vân vân. Mà tôi chỉ can thiệp cái nguồn nguyên liệu để tạo ra cái nguồn cung đó. Ngay cả SJC cũng đang mong mỏi muốn bỏ sự độc quyền của mình để được trở lại hoạt động như trước Nghị định 24. SJC mong muốn là cái thương hiệu này sẽ trả về cho SJC và SJC mong muốn rằng là những doanh nghiệp nào. Bamboo Airways đã lên kế hoạch bổ sung các máy bay vào đội tàu bay hiện có để tăng cường khai thác trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán. Có hai máy bay A320 trong số các máy bay mà hãng này bổ sung đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Bamboo Airways cũng cho biết hầu hết các đường bay có nhu cầu cao trong dịp Tết từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đi các địa phương trong cả nước đều được đặt hết vé. Tỷ lệ đặt chỗ đạt 98-100%. Với việc tăng quy mô đội tàu bay, hãng cũng dự kiến tăng trên 20% tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm, tập trung trên các đường bay trục chính. Năm nay cũng là năm thứ 5 hãng có mặt tại thị trường hàng không Việt Nam và đang thể hiện nỗ lực ổn định hoạt động, tiến tới tăng trưởng trong tương lai giữa bối cảnh đang tái cấu trúc. Dù gặp không ít khó khăn nhưng mà nhiều doanh nghiệp thì vẫn nỗ lực đảm bảo lương thưởng Tết đầy đủ, đặc biệt là phối hợp cùng tổ chức công đoàn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động, nhất là công nhân ngoại tỉnh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ tuần này, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang bắt đầu đến từng xóm trọ, tìm hiểu nguyện vọng và hoàn cảnh cụ thể của từng người lao động. Từ đó sẽ lên phương án tặng quà và hỗ trợ vé xe. Tại công ty này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cùng với doanh nghiệp tặng hơn 70 suất quà và vé xe không đồng cho người lao động. Tuy món quà không lớn nhưng mà nó cũng giúp đỡ được phần nào cho những công nhân ở xa quê có hoàn cảnh khó khăn để có vé xe về quê ăn Tết. Chúng tôi cũng đã quyết định trao tặng trên 8.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 cho công nhân lao động. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu năm nay mở rộng cả về quy mô lẫn số lượng người lao động được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí ít nhất là 135 tỷ đồng. Ngoài vận động từ các mạnh thường quân, Liên đoàn Lao động Thành phố còn tổ chức quyên góp thông qua các hoạt động thể thao như thế này. Tất cả hỗ trợ nhau để vượt qua khó khăn, đặc biệt đó là trong cái dịp Tết, để tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì dự tính hơn 1 triệu đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt. Chúng tôi sẽ huy động tất cả các cái nguồn lực phục vụ cho cán bộ công nhân viên chức lao động trong 3 tuần đó cho đến tận sát Tết âm lịch. Và những cái chương trình mà động viên người lao động về quê ăn Tết hoặc ở lại địa phương ăn Tết, cũng như là chương trình đón công nhân về các địa phương để tiếp tục lao động sản xuất đã được chúng tôi chuẩn bị và lên kế hoạch rất kỹ. Sự chung tay của các cấp chính quyền, tổ chức công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, giúp họ yên tâm sản xuất và cống hiến. Tết này dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đầm ấm nghĩa tình, san sẻ và kết nối yêu thương. Nhà chức trách Mexico đã tìm thấy 726 người di cư trong một nhà kho ở bang Tlaxcala, miền trung của nước này. Những người di cư này được xác định đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador và Nicaragua. Trong số này có khoảng 75 trẻ vị thành niên không có người thân đi cùng và một số phụ nữ đang mang thai. Hiện nhà chức trách Mexico đang tiến hành các thủ tục cần thiết đối với những người di cư này. Bốn kẻ tình nghi buôn người đã bị bắt. Du lịch văn hóa được xác định là một trong các ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn nhằm biến các sáng tạo văn hóa Việt Nam thành hàng hóa trong du lịch. Để du lịch văn hóa phát triển thì vai trò của quà tặng, quà lưu niệm tại các điểm đến là rất quan trọng. Tuy nhiên là một bài toán lâu nay chưa tìm được lời giải thỏa đáng là làm thế nào để tăng bản sắc văn hóa địa phương trong mỗi sản phẩm, đánh trúng được thị hiếu của du khách cả trong và ngoài nước. Làng nghề thêu Văn Lâm Ninh Bình có lịch sử hơn 800 năm. Những sản phẩm của làng vừa phục vụ xuất khẩu, vừa làm hàng lưu niệm, quà tặng bán cho khách. Tại Ninh Bình có 77 làng nghề với nhiều hàng hóa, chủng loại đa dạng từ mô hình, biểu tượng, túi sách, nón lá, hộp đựng. Tuy nhiên về mẫu mã, kiểu dáng, quà lưu niệm vẫn đang mang tính tự phát, trùng lắp, đơn điệu.
làng nghề hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn trong khâu thiết kế, chế tác. Cái nguồn dữ liệu về cái cơ sở thiết kế là mình chưa có. Cái thứ hai đó là cái nguồn tiền để chi cho các hoạt động thiết kế là mình cũng rất là hạn chế. Giải pháp nào cho thị trường quà tặng là vấn đề được đặt ra tại hội thảo sáng nay. Phát triển các sản phẩm cho thị trường quà tặng, quà lưu niệm mang tính chuyên nghiệp, độc đáo, bản sắc địa phương miền cố đô. Theo các chuyên gia, cần xây dựng bộ nhận diện thương hiệu quà tặng làm căn cứ đánh giá chất lượng, tạo nên giá trị cho sản phẩm. Để chúng ta xác định một số các hình ảnh thôi, chứ không để không đầu tư dàn trải. Vậy thì chọn lựa cái biểu tượng văn hóa nào, cái hình ảnh đại diện nào chính là một cái vấn đề rất là khó. Bên cạnh đó, cần hình thành chuỗi liên kết ba nhà, nhà thiết kế sáng tạo, doanh nghiệp và nhà nước trong các mô hình hợp tác công tư để quà tặng trở thành lực hút tăng chi tiêu của khách nội địa và khách quốc tế khi đến địa phương. Nó cũng sẽ tạo thêm cái cơ hội để chúng ta kết nối với lại các cái giữa các công ty, các doanh nghiệp với nhau để chúng ta tạo nên cái hệ sinh thái dịch vụ, hệ sinh thái du lịch. Nguồn thu từ mua sắm phát triển quà tặng ở các quốc gia phát triển du lịch chiếm gần 50% tổng chi phí của du khách. Con số này ở Việt Nam chỉ đạt 15-18%, cho thấy tầm quan trọng trong kích hoạt thị trường quà tặng tại các trung tâm du lịch lớn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.